Đây là đang là một chú robot đúng không? Đúng rồi. Có Elsa ở giữa này. Thứ nhất. Đấy. Ủa? Cho hai cánh tay lên. Móc tay được luôn. Tất nhiên rồi. Hay vậy. Cho hai cái bàn tay vào trong. Đấy, cho lên đây. Ô, thấy chưa? Hay thế nhỏ. Đây. Còn hai cái này tớ sẽ xoay vào đây. Tớ sẽ xoay cái này nữa. Ô, ngạc nhiên chưa? Không phải cái robot đâu nha. Đây, đây là đồng hồ robot. BBTV. Quá đẹp luôn. Cái đồng hồ này đảm bảo chưa ai có. Đấy. Làm gì có ai có cái đồng hồ đẹp như mình cơ chứ. Rồi ôi, màu tím này. Còn có bao nhiêu là công chúa ở trên này nữa chứ. Đeo vào luôn mới được. Đeo vào. Mang sang khoe các bạn. Khoe bạn nào trước nhỉ? Mình sẽ khoe bạn Hằng trước. Kiểu gì bạn ấy chả bảo: ôi bạn có cái đồng hồ đẹp thế, hoành tráng thế. Sang nhà bạn ngay mới được. Cầm cái này vứt vào thùng rác. Hôm nay mình có một hộp nhẫn luôn. Với lại là một chiếc đồng hồ hình robot nè. Đồng hồ cứ để đây, tí nữa mình sẽ khám phá sau. Thì xem nào. Wow, một hộp nhẫn, nhiều nhẫn quá. Hình nào cũng đẹp. Mình sẽ thử nào. Hoa, hoa hướng dương này. Để nhẫn hình hoa hướng dương sẽ đeo vào ngón này. À, đẹp thật đấy. Ừ, có Hello Kitty. Chào bạn Hằng. Ờ, Tiên à. Rảnh rỗi nhở. Tớ có một hộp nhẫn luôn, đang thử nè. Ô thế à. Ừ. Ôi, hảo nhẫn đẹp nhở. Ôi, nhẫn đẹp thế. Ô, tớ xem nào. Đây, bạn phải để ra đây để tớ lấy nhẫn cho. Đâu, bạn để tớ xem đã. Để tớ xem thế nào. Bạn phải cắt tay ra mới xem được nhẫn chứ. Thì tớ để tay đây cũng được mà. Ôi cái nhẫn này, nhẫn hình que kem này. Đây này. Đấy, bạn thấy đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Đẹp nhở. Đây này. Đẹp không? Tớ thấy rồi. Thấy rồi đúng không? Thấy cái nhẫn hình que kem đẹp mà. Trời ơi. Thế có nhìn thấy cái đồng hồ của tớ không? Tớ thấy rồi. Đồng hồ to như thế tớ phải thấy chứ. Đẹp không? Đẹp nhở. Hoành tráng nhở. Đảm bảo chắc chắn là chưa ai có luôn. Kể cả bạn. Đúng không? Tớ không thích đeo đồng hồ như thế. Làm sao mà bạn có cái đồng hồ đẹp như thế này để mà đeo cơ chứ. Mỗi mình tớ có thôi. Thôi bạn đừng nghĩ như thế. Chắc chắn là như thế luôn. Không phải mỗi bạn có đâu. Còn nhiều người khác có đồng hồ nữa. Nhưng mà chắc là người ta không muốn nói thôi. Ai? Làm gì có ai đâu. Có mỗi tớ có thôi bạn à. Bạn có tin là người ngồi gần bạn có đồng hồ không? Ý bạn nói là bạn á? Đúng rồi. Tất nhiên là tớ không tin rồi. Bạn chỉ có mấy cái nhẫn nhựa thì thôi. Đây này. Thế đây là cái gì? Cái này á? Ừ. Nhìn này, có giống đồng hồ không? Cái này là robot bạn ạ. Không phải đồng hồ đâu. Đảm bảo á, tớ mà nói ra thì bạn phải choáng luôn. Bạn nói đi để xem tớ có choáng không nào. Đây nhá, để cho bạn thấy nhá. Đâu? Đây nè. Đây á, vừa là đồng hồ vừa là robot đây. Đâu, tớ xem nào, tớ xem nào. Đây, tớ cho bạn xem nè. Ôi, đây là robot mà bảo đồng hồ chứ. Trời ơi, đúng là không biết gì luôn. Làm sao đây có thể là cái đồng hồ được trong khi đây chỉ là cái robot mà thôi. Thế thì tớ sẽ cho bạn thấy nhá. Đâu? Đây là đang là một chú robot đúng không? Đúng rồi. Có Elsa ở giữa này. Thứ nhất. Đấy. Tớ cho hai cánh tay lên. Móc tay được luôn. Tất nhiên rồi. Hay vậy. Tớ cho hai cái bàn tay vào trong. Đấy, cho lên đây. Ô, thấy chưa? Hay thế nhỏ. Đây. Còn hai cái này tớ sẽ xoay vào đây. Tớ sẽ xoay cái này nữa. Ô, ngạc nhiên chưa? Không phải cái robot đâu nha. Đây, đây là đồng hồ robot. Bạn thấy chưa? Không thể tin được luôn. Đấy, bây giờ là thành cái đồng hồ này đây nhá. Tớ không muốn khoe thôi. Ồ. Đây. Tiếp theo. Đảm bảo á, đẹp hơn đồng hồ của bạn luôn. Đồng hồ của bạn cho xa.
có cả Elsa nhỉ? Hay chưa? Tớ cứ tưởng hàng không có, cơ ngại quá. Từ hôm nay mình có khoe chứ. Hóa ra đồng hồ của người ta còn đẹp hơn đồng hồ của mình. Của tớ cũng đẹp mà. Nhưng mà tớ nghĩ nhá, bạn không nên khoe khoang như thế đâu. Khoe khoang như thế không tốt. Sao lại thế? Tớ nghĩ là mình có cái gì mình phải khoe ra để cho người khác biết chứ. Nhưng mà biết đâu người khác còn có cái đẹp hơn của mình. Người ta không muốn khoe thôi. Khoe khoang là tính xấu đấy. Mình phải biết kiềm chế mình. Tớ hiểu rồi. Từ lần sau tớ sẽ không khoe khoang như thế nữa. Không lỡ lại gặp người giống như bạn á. Bạn ấy còn có cái đồ đẹp hơn mình á. Đến lúc đấy xấu hổ lắm. Tất nhiên rồi. Nhở? Đồng hồ này đẹp thật đấy. Đẹp không? Tớ còn chưa cả lấy ra dùng đây này. Có cả chỉnh giờ nữa này. Tớ cũng chỉnh được đây này. Đây này. Đấy, thấy chưa? Nhưng mà nhìn của bạn còn hoành tráng hơn của tớ nữa. Tất nhiên rồi. Ngại cái bạn gì? Có thích nhẫn không? Thích đấy. Bây giờ bạn thích cái nào để cho bạn ấy. Tớ có nhiều như này mà. Thế á? Cho tớ xin nhá. Không. Cho một số cái thôi. Thế là bảo là thích cái nào để cho. Tớ thích cả cái hộp này đây. Thế thì cho tớ xin Hello Kitty nhá. Đeo vào tay này. Cho tớ xin đám mây này luôn. Đấy. Ê, chú gấu này màu xanh cũng đẹp này. Bạn đeo cho tớ đi. Đeo cho nhá. Rồi. Rồi. Đẹp được chưa? Có lấy nữa không? Tớ cho đấy. Thôi, tớ lấy bằng này thôi. Thế à? Tớ cảm ơn Hằng nhá. Không có gì. Tớ về đây. Về à? Về. À, nhà tớ mới mua cái xe đạp mới, bạn có muốn xem không? Thế thì tớ nghĩ là tớ sẽ ở lại đấy. Bây giờ tớ đưa bạn vào xem nhá. Xe đạp à, đẹp kỳ luôn. Thế á? Đi vào xem luôn đi. Đi. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.